Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Giữ đúng quy củ thiền đường. 98 ngày thiền thất sắp sửa bắt đầu. Trong số các vị xuất gia, mỗi ngày sẽ có một vị duy na phụ trách các công tác khai tĩnh, chỉ tĩnh, lại có thêm một vị đương trị để lo cung cấp nước trà. Mỗi ngày 3 lần dùng trà hay 4 lần cũng được, tùy tiện theo tình hình, không nhất định, vô định pháp mà. Bởi mọi người tận lực dụng công thiền định nên khí hỏa bốc lên, do đó uống trà nhiều có thể hạ hỏa xuống. Tuy nhiên phải chú ý, chớ có làm bể bình trà. Quý vị phải biết rằng Hòa Thượng Hư Vân khi xưa đánh rớt chén trà, nghe tiếng chén bể mà khai ngộ, đó chỉ là một việc không cố ý. Còn người nào cố ý làm bể ly trà thì vĩnh viễn không bao giờ có thể khai ngộ được, vì chính quý vị đã cố ý như thế. Cho nên nói, hữu tâm thị vọng tưởng, vô tâm thị cảm ứng. Quý vị không có lòng nghĩ làm bể mà hóa ra làm bể, vậy mới hay đó. Trong lúc ngồi thiền, không người nào được nói chuyện, mỗi người tự mình chiếu cố thoại đầu của mình, tự mình dụng công, trông thấy bất cứ ai cũng mặc kệ. Tại sao? Bởi không người không ta mà. Ai tới thì tới, ai đi thì đi, chỉ chuyên tâm chuyên trí tham câu, niệm Phật là ai, trong thời gian 98 ngày ắt có kết quả. Trong kỳ thiền thất mùa đông này, những ai chưa khai ngộ sẽ bị phạt 100 ngày quỳ hương trước ban thờ Phật. Còn đối với vị nào khai ngộ, tôi xin thiết một đại tiệc khai ngộ. Muốn ăn thức gì sẽ có thức ấy, bảo đảm cả trăm vị đầy đủ. Có câu nói, thiên chủ diệu cúng, thiền duyệt tô đà. Lúc ấy được coi là giờ phút quang vinh nhất trong đạo Phật. Quý vị nhớ, muốn khai ngộ, ta phải giữ quy củ đó. Như không muốn khai ngộ, thì xin cứ tùy tiện, không ai bó buộc quý vị. Ha ha ha, 问什么的说